Hello anh em, chào mừng em đến như quay trở lại kênh của mình. Mình là Khương Kaler. Thì tiếp theo với series sinh tồn mà xếp hạng nha anh em. Thì cũng huyền thoại các thứ rồi, mà cũng không quan trọng lắm, chủ yếu là vui thôi anh em. Thì trận này bắn cũng khá là căng, gửi đến anh em. Trước khi vào video thì anh em nhớ kéo xuống cho mình xin một like nha. Chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình để có thêm động lực ra nhiều video hơn. Bấm luôn nút chuông thông báo để khi có video mới sẽ thông báo cho anh em nha. Ok, anh em mình chiến thôi. Ba hả? Ba, cái thằng khác chạy rồi. Đây cái súng đâu? Trời ơi, trời ơi, đáp rồi. Trời, đáp gì thiệt mẹ rồi. Tới anh hai, anh hai. Lại vô, lại vô nè. Bắn vào như cái đồ giá bắn bắn nó mệt nó hết người đó. Cái nữa hai thằng còn kia kìa. Đâu chú coi giờ nào đây đó, đặt nó đây đứa nè, lén vậy kêu bé kêu đứa nè. Hai cả bảy lớn hơn bọn tao được 2 tuổi, dữ vậy mấy má. Cái con người con người kìa, tôi đâu đây nè. Double kill. A few moments later. Ba thằng lận chứ phải một thằng. Đây có người nữa. Triple kill. Phải gặp fan không? Biết phải gặp fan hay tao đụng bắn không? Súng này mà gắn được cái băng đạn súng trường như nữa ha. À, băng nhập thật lắm. Sát tôi nãy đâu chị ta? Thấy cái hộp không? Gắn mè nè, gắn mè nè. Trời, nó bắn hai cái xiên keo này, chỉ tướng tướng mà luôn. Anh em qua đây thì tôi ăn cái thính này cho là vừa đẹp luôn. Trời, đây con ngứa như vậy. Trời. Ê, khoan. Ê, anh bắn xiên nó luôn. Con mẹ nó. Anh bắn xiên nó luôn à. Có thằng đắp kìa. Thằng đắp cho thích kìa. Chỗ mày á, thằng trên đội xuống nữa kìa. Là hai rồi đó. Rồi. Quá đã luôn Kiên ơi. Trên nhà đây thằng nào bé. Thích thằng. Nè, nó ra đây thằng. Mày điếc đứt thì tao sống. 100 kill. Hai thằng sáng đèn lúc luôn à. Đá thiệt. Ê đây thằng đó nè. Chỗ thính thằng đó nè. Nó mặt còn thằng trên nè. Có bên kia. Trên nó luôn à. Ở dưới lên, hướng đúp lên kìa. Dominating. Đúp lên kìa. Hướng đúp lên nha. Ôi, ông nội mẹ ơi. Nó thật đó. Đông lắm mày. Xe. Chạy xe lên. Xuống yếu rồi. Cái đầu rồi. Chối cái bắp. Trời ơi. Trong cái thùng gỗ kìa, thùng gỗ hướng ấy kìa. Nó đúp kìa. Mấy cái phagafan này nó bắn nó xào xào cái gì đó. Bắn xuyên qua người luôn à. Đồ. Còn hàng cái kia, tới gốc cây bự rồi. Không được, nó bắn tao muốn chết rồi. Chết luôn á gì vậy? Chết rồi. Ê, nó đẩy nè. Đẩy này kia. Đây này kia, mày nhìn qua anh này kia. Đúng rồi. Unstoppable. Không chết trời.
Thế nó vào đâu vậy? Đây tao đổi đi súng cái đường của bé này. Nó không chết. Này này, cứu đi. Cái chỗ này cho em chết lại chỗ đó đi. Đừng đó đi. Đổi cái K98 này chắc chết quá. Đáp kìa. Đừng có chết nữa rồi. Đáp bằng hướng bên tay trái âm thằng nó vừa nè. Ở bên đó đó. Điều đi, sẽ có bé luôn. Chúng tôi có cầu rồi. Đây. Chết cầu rồi. Chúng mình xuống này. Trong nhà nè. Chúng tôi hại bà thằng rồi đó nha. Chạy ngược lại đây thích Rampage. Chạy lại đây loot xác chưa? Cái đầu hết rồi. Cũng ở dưới nơi kìa. Trên nóc nhà này thằng nè. Nóc rồi. Cái dưới rồi kìa. Killing spree. Tao chết. Chết rồi, tao lấy một quẹ vậy tao bắn nó vậy. Chạy ra cứu được nè. Không kêu là cứu được đây. Tính căng đào quá là không được rồi. Nói kêu. Bỏ ra dưới đèn. Bắn đèn vô cứu kính. Em bỏ cứu rồi. Ở thằng ở ngoài nóc luôn rồi. Người này nóc luôn á nè. Killing spree. Chết luôn rồi. Nó cứu được bọn. Bọn nó đáp lên. Không bắt dữ rồi. Ai chết rồi rồi. Nhỏ gái gì kia giết ở trong nhà nè, trong nhà nè, trong nhà nè, trong nhà nè. Killing spree. Trời. Cái game có lương duyên trả đất thì thiệt nghe. Đây đứa nè. Nữa, nữa. Quá đẹp mà. Nó trong đây nè. Chạy chưa? Trong đây này kia. Có bộ túc đạn dữ à. Đứa đó. Chạy thằng nha. Ý tụi mày, thấy tao mới xuống bắn hoài. Bắn qua chạy ăn. Dưới chân cầu. Dưới chân cầu. Xin cho đấy, đừng ai bắn nha, bị coi bắn ai đớp. Nó chạy vô tới cái chạy sang rồi kia ngay. Thấy rồi. Kìa, nó chạy. Kìa. Đừng có bắn. Thì bắn đi, đâu có ai làm gì. Chạy vô nhà. Bắn đi tao lại gần. Đây nè, trong nhà nè, để tao lùa nó ra. Trong nhà sao bắn ai đứt được. Thì tao lùa nó ra cho mày bắn nè. Nó đạp mìn gì tùm lum hết trơn nè. Kìa. Nè, bắn nó kìa. Đâu nó đâu. Go back to your day jobs. This. Hey.